Kính thưa ban tổ chức bầu cử, kính thưa quý nhân trưởng, quý chiến hữu, quý đồng bào, là một cư dân, là một cử tri, tôi là một cựu sĩ quan hải quân, phục vụ trong quân đội 6 năm. Tôi xin vắn tắt trong 2 phút thôi, là một cử tri, mình làm cái quyền của một cử tri. Quyền các thủ ủy là quyền của các liên danh. Chúng ta khi đã vào bầu cử, chúng ta phải đúng luật. Tôi thương người miền Nam tôi lắm. Miền Nam tôi ngày xưa cũng có một liên danh độc nhất này. Cũng ra vài ba liên danh xong rồi cũng tùm lum tà la. Còn chuyện đánh phá, xin lỗi quý vị, khi đánh phá rồi, quý vị có làm cách nào cũng bị đánh phá. Cái đó nó tràn gian đại hại. Theo tôi, cái quyền quyết định là quyền của ban tổ chức bầu cử. Hai liên danh, cá nhân tôi xin rút lui, cho họ rút lui. Không sao, mình chỉ còn một liên danh, lấy liên danh đó. Còn cái chuyện, chưa, tôi chưa nói hết, còn nửa phút nữa. Ban bầu cử sẽ kiểm điểm cái lá phiếu của ban bầu cử sẽ kiểm điểm lá phiếu, vì đó là quyền công dân của 10.000 lá phiếu. Hãy mình hãy tôn trọng cái quyền công dân, mình hãy làm cho đúng, không bị một áp lực nào, không bị một áp lực bởi một cái đơn vị nào cả, một cái liên danh nào hoặc bất cứ cái điều gì. Mình phải làm cách vô tư, công bình, thì lúc đó mình mới sẽ đoàn kết với nhau được. Cảm ơn quý vị.